Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thêm một ca bạch hầu là F1 của nữ nhân viên quán karaoke phát bệnh trước đó. Ngày 11 tháng 7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Giang, địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu. Bệnh nhân là BHG, nữ, sinh năm 1995, tạm trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đây là một trong 15 trường hợp tiếp xúc gần F1 với bệnh nhân MTB, 18 tuổi, là nữ nhân viên quán karaoke, ca bệnh mắc bệnh bạch hầu trước đó, và là một trong 8 F1 có kết quả âm tính trong lần xét nghiệm đầu tiên ngày 9 tháng 7. Tại lần xét nghiệm thứ hai, bệnh nhân G cho kết quả dương tính với bạch hầu. Tiến hành điều tra dịch tễ ca bệnh G, cơ quan chức năng xác định từ tối 27 đến ngày 5 tháng 7, chị G thường xuyên đi từ phòng trọ đến quán Internet ở thôn Trung Tâm, Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, ngồi ăn cơm cùng bệnh nhân B. Từ 23 giờ 33 phút đến ngày 3 tháng 7, đến 2 giờ 50 phút ngày 4 tháng 7, chị G đến một quán karaoke ở xã Hợp Thịnh, hát uống bia cùng 3 người khách. Ngày 7 tháng 7, khi biết B dương tính với bệnh bạch hầu, chị G khai báo dịch tễ tại trạm y tế xã Hợp Thịnh và cách ly tại phòng trọ. Chiều 10 tháng 7, chị G được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 điều trị. Qua truy vết, bước đầu lực lượng chức năng xác định có 7 trường hợp tiếp xúc gần với chị G. Người này đều có trong danh sách 16 trường hợp F1 đã được xác định và cách ly y tế trước đó. Trước tình hình dịch bệnh bị bạch hầu diễn biến phức tạp tại tỉnh Nghệ An, Bắc Giang và ghi nhận ca tử vong, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu các ca bệnh lâm sàng, nghi ngờ, nghĩ tới bạch hầu cần được hội chẩn với tuyến trên để ưu tiên sử dụng sớm huyết thanh kháng độc tố bạch cầu. Bộ Y tế cũng yêu cầu các sở y tế cần chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc, thiết bị y tế, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn để cấp cứu điều trị bệnh. Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận bệnh nhân Phạm Hữu Dê, sinh năm 1968, trú thôn 2 xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, có các triệu chứng nghi nhiễm bạch hầu. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân đi từ Đắk Lắk về thì phát hiện đau rát họng, đau cổ, ngứa niêm mạc mắt, đã chủ động đến khám và điều trị tại bệnh viện TTH, nhưng cải thiện ít và chuyển đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng khẳng định bệnh nhân Phạm Hữu Dê nghi bị nhiễm bạch cầu. Ngay sau đó, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng kiểm soát và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị. Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, qua các triệu chứng và kết quả nội soi ban đầu, bệnh nhân Dê nghi bị bạch hầu. Hiện tại chưa thể khẳng định được các bệnh nhân dương tính hay không, bởi phải đợi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương làm các xét nghiệm để khẳng định. Người dân không nên hoang mang lo lắng, cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống theo khuyến cáo của ngành y tế. Ông Thành nói, hiện nay, ngoài việc bệnh nhân Dê được chuyển lên tuyến trên để xét nghiệm điều trị, ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cũng đang tổ chức điều tra dịch tễ, thống kê những người có tiếp xúc với bệnh nhân. Nếu trường hợp bệnh nhân Dê xét nghiệm dương tính với bạch hầu, thì những người tiếp xúc sẽ được triển khai các biện pháp cách ly và sử dụng thuốc dự phòng. Trước đó, từ tỉnh Nghệ An đã ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu. Trong số 119 người tiếp xúc với bệnh nhân tử vong, có một trường hợp ở tỉnh Bắc Giang bị phát hiện dương tính với bệnh này. Bệnh nhân tử vong được ghi nhận là PTC, nữ, 18 tuổi, dân tộc Khơ Mú, trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trường hợp này là học sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Kỳ Sơn, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ông Chu Trọng Trang, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết, khai thác thông tin dịch tễ được biết ngày 26 tháng 6, em PTC có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khàn tiếng, tự mua thuốc điều trị và vẫn dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông huyện Kỳ Sơn vào ngày 27 đến ngày 28. Sau khi thi xong, em PTC về nhà nhưng bệnh không thuyên giảm, nên ngày 1 tháng 7 đã đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám và nhập viện điều trị. Đến ngày 4 tháng 7, không có dấu hiệu cho thấy bệnh thuyên giảm nên PTC được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục điều trị. Bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy tạng, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Do đó, bệnh nhân được gia đình xin về và tử vong vào lúc 4 giờ ngày 5 tháng 7. Theo ông Trang, qua rà soát đã xác định được 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân PTC từ lúc khởi phát đến lúc tử vong. Trong đó, 16 người tiếp xúc gần chủ yếu là người thân, bạn cùng phòng, ký túc xá, bệnh nhân cùng phòng. Trong các trường hợp tiếp xúc gần ở ký túc xá, có 2 người di chuyển từ huyện Kỳ Sơn ra tạm trú tại tỉnh Bắc Giang.
trong đó chị MTB đã được xét nghiệm cho kết quả dương tính với bạch hầu. Về trường hợp bệnh nhân tử vong do bạch hầu, ông Chu Trọng Trang cho rằng có một phần nguyên nhân do bệnh nhân không tiêm phòng từ nhỏ, phát hiện bệnh muộn và chậm chuyển tuyến, theo khuyến cáo của Sở Y tế. Trường hợp người lớn tử vong do bạch hầu cũng rất cá biệt, đây là trường hợp hiếm xảy ra ở Nghệ An từ trước đến nay, ông Trang nói. Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngay khi nhận được thông tin về trường hợp mắc bệnh bạch hầu tử vong, Sở Y tế đã chỉ đạo CDC Nghệ An đến bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành nhuộm soi tươi mẫu bệnh phẩm, cử cán bộ trực tiếp mang mẫu ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngay trong đêm. Sức khỏe nữ nhân viên quán karaoke mắc bạch hầu giờ ra sao? Liên quan đến vụ một nữ nhân viên quán karaoke mắc bệnh bạch hầu, theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Nhờ phát hiện sớm và điều trị dự phòng, sử dụng thuốc kháng sinh để diệt vi khuẩn bạch hầu, nữ bệnh nhân ở Bắc Giang hồi phục nhanh chóng, bệnh nhân không gặp các biến chứng nghiêm trọng. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân chưa xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Ngày 9 tháng 7, sau khi điều trị ổn định, nữ bệnh nhân này được chuyển về địa phương tiếp tục cách ly theo dõi. Đây là bệnh nhân MTB 18 tuổi, quê huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tạm trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bắc Giang phát hiện dương tính với bạch hầu ngày 6 tháng 7. Cô gái này bị nhiễm bệnh sau khi đến Nghệ An thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ở chung phòng với một nữ sinh mang mầm bệnh bạch hầu. Nữ sinh này tử vong hôm 5 tháng 7. Sau kỳ thi, cô gái nói trên về Bắc Giang và di chuyển đến nhiều quán karaoke. Cơ quan chức năng đã truy vết và cho hơn 130 người tiếp xúc gần với hai trường hợp mắc bệnh bạch hầu ở Nghệ An và Bắc Giang cách ly, điều trị dự phòng bằng kháng sinh. Theo bác sĩ Cấp, những năm gần đây, bệnh viện tiếp nhận rải rác các ca bạch hầu từ tuyến dưới chuyển đến, trong đó có bệnh nhân từ Hà Giang và Điện Biên. Bạch hầu có thời gian ủ bệnh từ 2 đến 5 ngày, triệu chứng ban đầu giống bệnh viêm họng như đau họng, ho, khó nuốt, sốt. Đa số bệnh nhân sau đó dần hồi phục, một số trường hợp có thể tiến triển nặng và nguy hiểm. Biến chứng nghiêm trọng của bệnh bạch hầu đó là giả mạc, phát triển nhanh, lan tỏa xuống đường hô hấp, gây ra tình trạng bít tắc đường hô hấp. Hoặc những mảnh giả mạc của bạch hầu có thể rụng, khiến những người bệnh hít phải gây sặc, tắc đường thở. Nguy cơ biến chứng nguy hiểm hơn đó là viêm cơ tim, bởi độc tố bạch hầu gây tác dụng mạnh đối với cơ tim. Những bệnh nhân bệnh bạch hầu thể ác tính có thể dẫn đến viêm cơ tim, suy tim cấp, nặng hơn có thể sốc, suy đa tạng, tử vong. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng những trường hợp đã tiếp xúc với ca bệnh vừa qua cũng không nên quá hoang mang. Bệnh bạch hầu đã có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh. Những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh sẽ được uống kháng sinh dự phòng để diệt ngay vi khuẩn bạch hầu. Việt Nam hiện không có vaccine đơn phòng bệnh bạch hầu, chỉ có vaccine phối hợp bao gồm thành phần kháng nguyên bạch hầu. Vaccine này được cung cấp qua chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia hoặc tiêm dịch vụ tại các cơ sở tiêm chủng. Trước đây, bệnh bạch hầu lưu hành khá phổ biến ở hầu hết các địa phương cả nước. Năm 1981, vaccine phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm miễn phí cho trẻ. Từ đó, bệnh bạch hầu được khống chế. Năm 1983, cả nước có gần 3.500 ca, thì giai đoạn 2004-2019, mỗi năm chỉ ghi nhận từ 10-50 ca. Những năm gần đây, số ca bạch hầu tăng trở lại. Năm 2020 ghi nhận 226 trường hợp mắc, chủ yếu tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi và Quảng Trị, và giảm trong các năm 2021 với 6 trường hợp mắc và năm 2022 2 trường hợp mắc. Năm 2023, cả nước ghi nhận 57 trường hợp mắc bệnh bạch hầu có kết quả xét nghiệm PCR dương tính và nuôi cấy tại 3 tỉnh Hà Giang, Điện Biên và Thái Nguyên. Số ca mắc tập trung vào 5 tháng cuối năm, 55 trường hợp mắc, trong đó 7 trường hợp tử vong. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cả nước ghi nhận 5 trường hợp mắc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Cụ thể, tỉnh Hà Giang ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh bạch hầu trong các tháng 1, 2 và 4 tại các ổ dịch cũ. Tại các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, tỉnh Nghệ An ghi nhận 1 trường hợp mắc và tử vong. Tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Bắc Giang, ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh tại huyện Hiệp Hòa, có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong của tỉnh Nghệ An. Nói về nguyên nhân bạch hầu vẫn xuất hiện ở một số địa phương, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, khi vaccine phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã được khống chế và chỉ ghi nhận một vài trường hợp lẻ tẻ do không tiêm vaccine phòng bệnh thường xảy ra ở các khu vực, vùng sâu, vùng xa, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tuy nhiên, bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!